Có một cái quán bán xèo nấp hẻm ngay trung tâm quận 1 mà với Phúc thì đúng chuẩn vừa ngon vừa rẻ. Nước mắm ở đây ngon lắm luôn mấy bà ơi. Phần bánh xèo thì có 45.000 thôi mà có 5 con tôm sú và khá nhiều thịt. Phần bánh khọt được thêm nước cốt dừa, đậu xanh mà tràn trề tôm lột, thịt bằm xào ăn cùng với lại rau sống tươi. Cho nên cái quán này là quán ruột của Phúc. Nhớ cách đây nửa năm được bà vợ dẫn đi qua đây ăn bánh xèo rồi cái bị ghiền luôn. Bánh xèo nằm trong hẻm nhỏ cho nên được cái yên tĩnh. Mà so với giá khu trung tâm quận 1 và chất lượng thì bánh xèo ở đây chỉ bằng một nửa giá thị trường thôi. Bánh xèo giòn được chiên ráo dầu, bánh khọt thì chiên theo kiểu miền Tây 100% với lại bột bánh xèo có hành lá. Thường thì quán chiên bánh xong mới cho tôm lột lên, còn nếu mà thích ăn như Phúc thì nó quán cho tôm lên bánh chiên luôn. Riêng bánh xèo thì quán sẽ chiên 5 con tôm sú một bánh với tôm lột thì 6 con, kèm thịt heo lát chất lượng, bánh xèo thêm trứng thì 5.000 một cái nha. Thêm một cái lưu ý nữa là nước cốt dừa quán sẽ cho riêng trước khi mà đem ra bàn, cho nên bạn nào mà không thích nước cốt dừa thì cứ dặn là được. Ở đây thì cũng chiên bánh theo yêu cầu mà nói thiệt là người ở quán này ai cũng lành tính dễ thương nhất trái đất luôn. Tôi gọi hai cái bánh xèo đầy tôm thịt mà một cái chỉ có 45.000, thêm cái phần bánh khọt 4 tôm 4 thịt bằm tràn trề có sao quay dậy là 50.000 một dĩa nha. Bánh xèo bánh khọt thì chiên giòn vỏ, bánh khọt thì kết hợp với lại tôm thịt và nước cốt dừa thêm miếng đồ chua lên trên là nhất cái nách luôn. Cuốn cùng với lại rau ăn như bánh xèo. Mà rau ở đây thì Phúc thấy chị chủ lựa từng lá bỏ vô rổ cho nên khá là kỹ lưỡng. Mặc dù quán này là quán yêu thích của tôi nhưng mà cũng lưu ý thiệt bự là quán chỉ bán từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều thôi nên ưu tiên mua đi nha. Và ngồi ở lại thì tầm 2-3 giờ trở đi sẽ mát hơn. Buổi trưa thì hơi nắng hắt mặc dù có bạt che. Quán nằm trên đường Đặng Dung song song với đường Trần Quang Khải quận 1. Địa chỉ thì Phúc để trên màn hình nha.